Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa nắng ngày thứ tư, ngày 15 tháng thứ tư ngày 15 tháng tháng 2 2023 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng, test hàng và gửi cho anh em. Thì cảm ơn các anh em đã luôn luôn nhiệt tình ủng hộ kênh miền Tây Solar ha. Qua nay mình khá là bận bịu, chốt đơn hàng rồi gửi hàng, nói chung là làm rất là nhiều thứ cho nên là không có quay video cho anh em xem, thì mong các anh em thông cảm. Trước mặt các anh em là hai cái đèn JD 300W, hai cái ha. Đang tâm sự với các bạn thì có ông anh tới mua đèn anh em. Thì anh em lúc này anh em đến mua đèn ở nhà mình á, mình ít có quay lên lắm. Tại vì mấy anh ngại. Anh mới đậu xe đây nè mọi người, anh mua đèn JDL1 JD 200W. Cảm ơn ông anh rất là nhiều. Ảnh vừa về rồi ha, mình tiếp tục câu chuyện của chúng ta nha anh em. Ban đầu anh tính lấy JD 100W này nè. Nhưng mà anh tính qua tính lại không biết, anh thấy cái nhà anh rộng quá. Anh chơi luôn 200 luôn. Còn đây là hai cái 300W để gửi cho em Khải nè, em Khải ở thành phố Mỹ Tho nha anh em. Ở Lương Hòa Lạc hay gì đó, mình cũng cái xã đó, xã hình như Lương Hòa Lạc, thành phố Mỹ Tho. Đó thì Khải là như anh em biết rồi. Khải là mối cũng như là bây giờ á, là không phải Khải mua cho Khải không, mà Khải mua cho anh em, bà con, cô dì, chú bác, tùm lum hết mọi người. Đó, ai mà cần đèn năng lượng là Khải giới thiệu cho mình liền. Và chiều nay mình sẽ chở hai cái đèn này lên Khải, rồi Khải gửi cho ai đó gửi. Đó, mình nhiệm vụ là giao tới nhà em Khải ha. Thì cảm ơn Khải cũng như là cảm ơn các bà con, cô bác ở trên Lương Hòa Lạc ủng hộ đèn của bên em. Nói chung là em thì lúc nào em cũng rất là gọi là sẵn lòng, sẵn hàng và sẵn sàng giao cho anh em. Nếu mà em rảnh là em đi liền ha, rảnh giờ nào là em chạy em đi giao liền chứ không có để mọi người chờ lâu. Thì Khải nó cũng biết là ban ngày em đi dạy cho nên em không có gửi được, nó hẹn em tối nay thì em dắt hai cái này lên. Thì bây giờ em đã kết nối tấm pin thì hai cái đèn mình nó đã sạc ok nè. Đó rồi, rồi em cũng nãy giờ em ngưng video em chạy đi kiếm cái remote anh em. Chạy đi kiếm cái remote để em bấm ha. Em bấm em test hai cái đèn này luôn. Nói chung là phải đàng hoàng, chu đáo mà mới đem đi giao được. Rồi mới kiếm ra cái remote rồi bỏ đâu rồi quên đúng không mọi người? Lúc này đầu óc làm sao đâu ta? Rồi có cái remote rồi. Thì em đã kết nối hai cái đèn đã sạc rồi ha. Em test bấm đồ này kia các kiểu kiểm tra nha. Đó, kiểm tra các kiểu đầy đủ ngon lành thì đi giao cho người ta. JD 300W này em đang bán là 1 triệu tư 50 ngàn một cái ha. Hai cái này là 2 triệu chín. Ai mở gần em bán kính khoảng 15 cây trở lại là em giao tận nhà luôn nha. Ở giao tận nhà miễn phí giao hàng luôn. Đó, còn anh em nào mà ở xa em quá đó thì em thua nha. Em phải gửi bưu điện hoặc là bằng một cách nào đó chứ xa quá em đi giao không nổi đâu mọi người. Đó thì trở lại với nội dung của cái đèn á, là cái tấm pin của nó là cái tấm pin tới là 55W nha, 55W. Bữa nay em làm ở trường nguyên một ngày mới về cũng hơi đuối mọi người, cho nên quay phim nói cũng hơi cà giật mọi người thông cảm ha. Cũng hơi đang đuối đó. Tấm pin là 55W này. Chiều dài của tấm pin á là 7 tấc 2. Chiều ngang là 4 tấc 2. Đó, chẳng những đi dạy đâu mà em còn mới đi bưu điện về nữa nè, em mới gửi một xe hàng về nữa. Khiêng ba cái hàng đó có mình một à, khiêng nó hơi đuối mọi người. Công việc thì mình phải cố gắng thôi. Chiều ngang của đèn á, là 3 tấc 6. Ở chiều dài thì 4 tấc 2 ha, em thuộc luôn. Ở trong đây nó có bộ pin 42 ampe giờ. Còn mọi người hỏi em máy sale thì em không biết nha. Nói thiệt ra là hồi đó giờ mình chưa có khui một cái đèn 300W ra lần nào hết á, tại vì cái tem bảo hành nó nằm đây nè anh em. Một tem nè, hai tem nè. Nếu mọi người khui ra rách tem á thì làm giá trị của cái đèn nó không còn nữa. Thì khả năng của em là em có thể xin công ty cấp cho em cái tem khác để em dán vô, nhưng mà em cũng không không muốn làm vậy mọi người. Em đã mở ra rồi là em cảm thấy cái đèn nó mất zin rồi, em không có tự tin để bán cho người ta nữa, cho nên em chưa mở cái đèn này lần nào. Trừ một số trường hợp bất khả kháng thì em mới mở ra, ví dụ như nó bị lệch chá nè, nó bị lệch led nè, em phải mở ra em gia công lại. Và cái quá trình em mở ra đó là em quay cho giám đốc coi hết. Em vừa mở mà em quay giám đốc coi là tôi mở ra nè, là tôi sửa nha chứ không phải tôi mở là tôi phá nha. Đó. Đó, anh cấp cho tôi cái tem mới đang tôi dán vô đó, bảo hành cho ở đang đang bán cho người ta, nhưng mà cái này là tôi mở ra tôi sửa đó. Thì nói chung là quá trình nó vậy đó mọi người,
mình muốn mở một cái đèn ra là mình phải qua cái khâu trình báo cho công ty biết là mình mở ra để mình sửa chữa đó, chứ để công ty nói mình mở ra mình phá rồi kia, thấy không? Nói chung là mần ăn mà phải 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 uy tín với nhau. Bên trong đây có bộ pin 42 A ha, có 699 con SMD5730 ha, nè chóa nè anh em, chóa nè đó, chóa thấy không, chóa nè đó, led đó, led bự nha, 5730 led bự ha, thân thì bằng nhôm nguyên khối nha, đó nhôm nguyên khối nè, nè đó, ngoài sau có chữ zin đi ăn đàng hoàng ha. Và cảm ơn anh lúc nãy sẵn, nếu mà anh có coi video này được thì em cảm ơn anh đã trưa nắng nhưng mà em chạy chạy tới nhà em. Ông anh ổng tâm sự thiệt tình mọi người, là trước đây ổng có mua mình một cái đèn JD 200W rồi, bữa nay anh xuống anh lấy thêm một cái nữa tại vì anh cảm thấy vừa ý. Đó thì ảnh nói là ở trên thủ thừa của ảnh thì ảnh có bạn bán đèn luôn á, có bạn bán đèn này luôn nè mà anh không có mua. Còn lý do như anh em biết rồi, bây giờ trên thị trường á là nè, bây giờ em nói lại nè, đèn nó chỉ có chữ này không là anh em phải coi chừng nha. Đó, tất cả những cái đèn năng lượng mặt trời đều có chữ này, nó không phải thương hiệu gì hết trơn á. Muốn là thương hiệu thì anh em phải có chữ JD Zinian này, đây nè, phải có thương hiệu nè, JD Zinian nè. Còn anh em mà bán bên mấy cái đèn như rạng đông thì nó có chữ rạng đông. Anh em bán cái đèn ở bên cái hãng ví dụ như cái gì Vitex gì đó thì nó phải có chữ Vitex. Đó, đèn nào cũng phải có cái chữ đó. Còn anh em mua mà thì chỉ Solarlight không, mà không thấy cái tên họ, không có tên công ty gì hết, thì mọi người nên cẩn thận nha. Mình chỉ nói nhẹ thôi, mình nói ấy quá người ta chửi mình ha. Nên cẩn thận khi mà mua hàng nha anh em. Phải lựa hàng có nguồn gốc, có tên, có công ty đàng hoàng. Chứ để bây giờ ai cũng ráp đèn bán được hết mọi người. Thậm chí những người mà bình thường người ta cũng ráp cái đèn này người ta bán được nữa. Đó, người ta ráp thì cũng ra một cái đèn cũng có tấm pin, cũng có pin lưu trữ đó, nhưng mà chất lượng thì rất là yếu. Lý do là tại vì người ta sẽ xài đồ rẻ tiền cho nên chất lượng nó sẽ thấp ha. Bộ pin lưu trữ ở đây chắc chắn không phải là pin xịn. À, pin nó không xịn. Đó, mình nói sơ vậy cho anh em hiểu ha. Đó, mua đèn mình phải lựa chu đáo tươm tất, chứ phải có tên có hãng đàng hoàng. MK, JD hay là cái gì Vitex gì đó, mấy cái hãng thì mình nhiều lắm, nhiều hãng đèn ha, nhưng mà phải có hãng. Thì hồi nãy anh tính lấy cái JD 100 này, mình để 100 đây nè, sẵn là mình gỡ ra cho anh em thấy luôn. JD 100 và JD 300 á là nó giống nhau nha mọi người, nó chỉ khác nhau về độ lớn thôi. Đây nè, đó JD 100 quá đó nè, nhìn y chang như 300 này phải không đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Còn cái JD mình quay phim mỗi ngày đây nè là cái JD 60 nha, đó là JD 60 này, JD 100 nè, còn đây là JD 300 nè, còn cái anh lấy này là cái 200 đó. Thôi thì mình tới đây mình kết thúc video nha. Bạn nào đam mê mà đèn năng lượng thì hãy liên hệ mình 0766874311 ha. Thôi mình xin chào anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Đam mê mua hàng thì hãy liên hệ mình nha. Đó, 0766674311 nha. Đấy, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những cái mặt hàng tiếp theo ha.